Nhà bác của Quân thì hôm nọ là anh với Quân cũng gửi một phần quà nhỉ? Vâng ạ. Đấy là mình, đấy là gọi bằng bác chứ? Vâng. Đấy là gọi bằng bác rồi đúng không? Vâng. Lúc đấy bác nhận được phần quà thì cả nhà bác rất là vui. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh nhà bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà em Quân của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực rất là bất ngờ với lại tình cảm của người chú, à của người bác của em Quân là giúp đỡ em Quân để mà làm, để mà cuốc cái phần bừa ruộng ấy. Quân thì có thể là nói cho anh nghe là hôm nay buổi sáng thì em có ra gọi là đi ra đây để làm thuê bác luôn đúng không? Vâng ạ. Đấy, nhưng mà nhà bác của em thì làm xong hết rồi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà cái khoảng thời gian thì còn chưa tối mấy đấy. Thành ra là bác có nhiều người ra hộ em Quân ấy, thì là bác là lại nhờ các bác là giúp đỡ cho Quân luôn. Thế thì chỗ này thì nhà Quân là có nhiều không? Còn mỗi thửa này thôi ạ. Mỗi thửa bên này à? Vâng ạ. À, thế là hôm nay là được bác của em là cho các bác là để hộ à? Vâng ạ. À, đây một tí nữa thì bây giờ thì cháu được sẽ cùng em Quân là sang cái thửa ruộng từ trên cao này cô bác này, để một tí nữa các bác ra là các bác sẽ cuốc cái phần thấp hơn một chút. Ôi ôi, cỏ đây tốt quá Quân rồi này. Vâng ạ. Này thì sao nãy không bảo ông ra cắt đi? Ông không biết là đi đâu cắt rồi. Không biết là đi đâu cắt à? Vâng ạ. Cái cỏ đây tốt quá này. Vâng. Nhiều cỏ quá. Cái mùa này thì đi ra ruộng ra nương là phải là rất là cẩn thận cô bác ạ. Có những con tổ ong nhỏ nhỏ ấy. Thế là một tí là phải ăn cơm ở nhà Quân hay là ăn cơm ở đâu? Thì nhà bác ăn thôi ạ. Cơm nhà bác á? Vâng ạ. Thế là bác là hộ Quân là làm xong lại đi ra nhà bác ăn cơm thôi, không phải là cơm nhà Quân à? Vâng ạ. Bác giúp như này thì sau này bác có gì thì Quân lại tiếp tục là ra là giúp bác nhé. Vâng ạ. Chứ là để Quân làm một mình là chỗ này là chắc là phải là tầm độ 3 ngày thì chắc là mới làm hết nữa nhờ. Vâng ạ. Nhà bác của Quân thì hôm nay làm đến mấy giờ thì hết? Cũng là 12 giờ thôi. Thế là cơm trưa xong là hết à? Vâng ạ. À, thế là một nửa ngày còn lại là coi như là giúp Quân à? Vâng ạ. Thế này sáng gọi là ra hộ bác để mà lấy tiền, nhưng mà sao dám nhận nữa, sao dám nhận đâu? Một tí em không lấy được. Tí không lấy à? Vâng. Nhà bác là hôm nay có tầm bao nhiêu người? Mười mấy người anh ạ. Mười mấy người á? Vâng ạ. Hội đông đấy nhở? Vâng ạ. Thì hầu như là bà con ở trên vùng cao thì sẽ hộ nhau để mà làm ruộng của bác ạ, coi như gọi là lấy công đấy. Cái ruộng của Quân thì chỗ này là ở gần nhà bác của bác ạ, thành ra là của nhà bác em Quân đấy, thành ra là nhà bác thì làm hết rồi, đáng lẽ ra là nghỉ độ tầm là 12 giờ rồi. Thế nhưng mà bác thì thấy em Quân là có một mình ấy cô bác, có một mình ấy, thành ra là bác là giúp đỡ cho em Quân luôn để làm luôn. Thế nhưng mấy đứa có đi cùng hộ bác đi trả công không? Có. Hả? Có. À, thế là mấy đứa là cùng bác để đi trả công luôn à? Vâng ạ. Nhưng mà hôm nào không có gì làm. Hiện tại là có các cô đang làm ở bên kia rất nhiều. Bên này có phải là nhà Quân không? Không đâu. Không đâu à? Vâng. Từ đây đi à? Vâng. Thế là nhà Quân chỗ này là có bao nhiêu thửa? Chỗ này cũng có 5 thửa sau. 5 thửa à? Vâng. Đây là ruộng của ông. À. Của ông bà. À,
Thì hôm nay bác bảo giúp thì cũng không có lấy thức ăn ra nhà bác để mà nấu cơm không? À, nhà bác có, nếu mà xem một tí nhà bác à, bác à, lấy gì thì em mang về. Có lẽ tầm giờ này là bác của Quân là đã đi đi về nhà là nấu cơm rồi. Vâng. Tức là còn mấy bác gái là ở trong ruộng thôi nhỉ? Vâng ạ. Thanh niên này năm nay học lớp mấy tuổi rồi? À học, học lớp mấy? Lớp 8 rồi à? À. Hôm nay là ra hộ Quân hay là ra hộ nhà bác ở dưới kia? Ra hộ nhà bác ở dưới kia rồi à? À. Đi ra, ra đây từ sớm à? Mẹ ra hay là một mình? Thế là hai mẹ con là ra lấy công à? Buổi sáng sớm là cùng mẹ ra rồi, đáng lẽ là làm à? Tầm hôm nay đông người ấy, là của ruộng nhà bác là 12 giờ trưa là xong rồi đấy, nhưng mà à, bác lại lại giúp đỡ Quân. Ui rồi. May là hôm qua là vừa mưa xong đấy nhỉ Quân nhỉ? Vâng ạ. Nếu mà hôm qua mà không mưa thì chắc là hôm nay là làm cái này cũng vất vả đấy, tại vì nó cứng quá. Vâng ạ. Ngô này hôm trước có phải là giống của bác Chiêm là mua cho không? Không đâu. Không phải à? Vâng, cái này gói 100.000. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái quả của nó này các bác này. Quả bé bé tí thôi, cây của nó rất là thấp đấy. Ở đây thì có vẻ như là hôm trước là hạn hán quá. Hạn hán có thành ra là bây giờ nó không phát triển được. Vụ này thì không phải dùng đến trâu để làm nữa rồi nhỉ? Vâng. Không phải dùng đến bò nữa nhỉ? Vâng ạ. Đây có máy cày ấy. Nếu mà máy nứa mua dầu ấy thì là không có tiền mua dầu thì bảo anh nhá. Vâng ạ. Làm được bao nhiêu thì đi làm được bao nhiêu thì tiết kiệm để đấy. Vâng ạ. Lúc nào mà ông bà ốm ấy, cần đi mua thuốc thang ấy, thì còn dùng cái tiền đấy để mà đi mua. Vâng ạ. Ốm ạ. Ốm. Cô sắp bị tiết đến ổ lên bầu à. Đá xịt phải làm chi nè. Thế của nhà Quân là ở trên này không phải nữa à? Không ạ. Thì là từ thửa dưới này lên dị xuống không? Vâng ạ. Nhà bác của Quân nếu nọ là anh với Quân cũng gửi một phần quà nhỉ? Vâng ạ. Đấy là mình, đấy là gọi bằng bác chứ? Vâng. Đấy là gọi bằng bác rồi đúng không? Vâng. Lúc đấy bác nhận được phần quà thì cả nhà bác rất là vui. Phần quà đấy là được à? Bác thảo đố là bác ấy gửi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà thật sự ra từ đấy có không biết là tôi không nhớ không lầm, hình như là có 10, 12, 10 bao nhiêu suất phần quà ấy các bác, 12 suất phần quà sao ấy, thì Quân thì cháu được cho là Quân là cầm cho bác luôn, cũng không có ra đến tận nhà của bác được. Vâng. Nhà bác này thì có đông con không? Có. Bao nhiêu người con? 6 người ạ. 6 người con à? Vâng ạ.
cả cái bạn nhỏ có còi kia đúng không? Cái bạn này, bạn đây là con của bác à? Dạ. Bạn này là con của bác à? Vâng ạ. Năm nay học lớp 4 rồi nhờ? Vâng ạ. Rất là còi của bác ạ. Học lớp 4 thì đội tao đó tầm được 8 tuổi. 8 tuổi rồi. Thế năm sau là lớp 5 à? Không, năm nay chuẩn bị lên lớp 4. Năm nay chuẩn bị lên lớp 4 đúng không? Vâng. 6 tuổi là học lớp 1, 7 tuổi là học lớp 2, 8 tuổi là học lớp 3, 9 tuổi là học đến lớp 4. Thế là năm nay được 9 tuổi rồi. Vâng ạ. Thế Quân là hôm nay cả ngày là cứ cầm cái cuốc này để mà cuốc xuống này thôi à? Vâng. Với lại là mấy phát ạ. Là mấy phát à? Vâng. Xem chỗ nào mà rậm quá sợ có con ong thì mới phát đi trước. Thế bây giờ thì gọi là cái cỏ này các bác này cắt không kịp ấy thì mới bỏ đi. Bỏ đi như vậy thì cũng rất là phí. Nhưng mà đến cái mùa quả cỏ, có cỏ như này các bác này thì là hầu như là ở đâu đâu cũng có rất là nhiều. Mùa nó không phải là cái mùa mà khan hiếm cỏ được lắm. Cái mùa này mà có bò, có dê thì những cái động vật bán cỏ này các bác thì cũng không mệt mấy. Cắt một tí thôi là lấy được cỏ nhiều rồi. Hết rồi nhờ. Còn chỗ này nữa. Bên kia nào? Lúc đấy em với lại bác đi bên kia làm trước. Thế là còn thử cái này đúng không? Vâng. Đấy, Quân thử đưa cái mic ra anh cho xem các bác làm bên kia này. Vâng. Chắc được xảy ra bên kia xem là các cô là làm ở tới đâu rồi. Mấy cái thửa ruộng cái này là thửa ruộng của nhà em Quân các bác ạ. Nhìn cái bác ngô bé bé tí này. Ngô như này thì làm sao mà có năng suất được. Ngô này thì nếu mà thời gian vừa rồi các bác nó không khan hiếm nước lắm thì nó cũng lên rất là tốt. Có quả thì rất là to đúng không bác này. Có cô thì đang cắt cỏ ra, cỏ nó tốt quá thì ra là phí, bỏ đi thì nó phí. Phải khá là đông rồi bác ạ, phải tầm hơn là mười mấy người. Ở đây thì có vẻ như là hôm nọ là Quân có bảo với cháu Lực là người ta dùng máy cày là đi qua đây này, thì ra là hỏng hết. Một đứa tổ đứa béo bị bà nào. Không cắt đâu mà. Hóa là phòng hả? Hả? Chân phóng rồi nổ. Chào chào. Cái ruộng này là ruộng của nhà Quân rồi à? Vâng. Hôm nay là bác của Quân của bác ạ. Một người bác mà phải nói là cũng rất là quý Quân. Khi mà thấy là Quân là không có một mình Quân ấy là làm không được ấy, bác cũng khi mà làm ruộng của bác xong ấy là nghe là làm ruộng của bác xong là coi như là được nghỉ rồi đấy, nhưng mà bác cũng nhờ thêm là các cô các bác ở trên kia ra hộ Quân đó. Nhà hôm nay nhà anh thì làm hết sớm nha anh. Vâng. Cháu được thì gọi bằng anh thôi, không theo Quân gọi bằng bác được. Ô, có người đi đường bỏ nó không? Không.
Ừ. Dân phải cụ bà muốn tổ ra cái gì muốn tổ nè. Ở đây có một cái tổ ong con to bằng ngón tay này các bác này. Tổ ong này mà đốt thì có thể chết người đấy. Tối lấy được. Tối lấy để đi nuôi là như nào anh? Đi nuôi. Nuôi đó. Thưa các bác, trong thời gian đang nghỉ ngơi thì sẽ cho bạn nhỏ này hát tặng cho tất cả các bác nghe một bài hát nào. Tuất có thuộc bài nào không? Có. Có à? Thế Tuất chuẩn bị hát bài gì? Mẹ ơi con biết ạ. Được, hát chưa nào? Mẹ ơi con biết, con thương mẹ nhiều. Cứ muốn ôm mẹ và cười thật tươi. Mẹ ơi con biết, mẹ yêu con lắm. Mỗi khi con buồn. Bây giờ thì sẽ bài thứ hai, bạn nhỏ hát tặng cho tất cả các bác luôn. Tiếp nào, bài gì? Cái cây xanh xanh ạ. Được, hát đi. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chiến đấu trên cành, chim hót lưu lo là lưu lo, lưu lo là lưu lo. Xong rồi. Xong rồi á? Ừ. Một bài hát ngắn thế thôi à? Ừ. Thế đi học thì còn thuộc thêm bài gì không? Không ạ. Không thuộc nữa. Cái bạn nhỏ này thì vừa rồi cháu Lực có chia sẻ đấy các bác. Năm nay thì 4 tuổi rồi đấy, nhưng mà chắc là bị như này thì là bị còi xương. Năm nay thì học lớp 4 rồi đấy, cái tình trạng như này là bị còi xương rồi. Ở lớp thì các bạn có lớn hơn không? Có. Có à? Các bạn lớn hơn bao nhiêu có biết không? Không ạ. Không á? Thế còn lớn hơn nhiều không? Không. Thế lên lớp thì em cao tầm đến bao nhiêu của các bạn? Bé hơn các bạn ạ. Bé hơn các bạn à? Là bé nhất lớp rồi à? Không, em cao hơn bạn Hạnh ạ. Cao hơn bạn Thanh à? Bạn Hạnh. Bạn Hạnh. Thế là ở lớp là mình gọi là cao thứ hai đúng không? Đúng ạ.
Đấy. À, một tí sẽ thưởng cho là 10.000 nhá. 10.000 để đi mua kẹo nhá. Cùng hát một bài ấy. Thế có hát thêm bài gì không để thưởng tiếp? Không á? Thế thôi á. Thưởng cho bạn nhỏ là 10.000 các bác. Công sức hát mà. Thế 10.000 thì đi mua cái gì? Hả? Đi mua kẹo á? Đi mua kẹo cho ai ăn? Cho em à? À có thêm em nữa. À đây chú gửi cho 10.000 nhá. Đấy, hát 2 bài là được 2.000, mỗi bài là 5.000. Liệu có cao lắm không? Hả? Không ạ. Rồi, không à. Nó là cầm cầm những cái loại cái cuốc này để cuốc xuống các bác ạ. Là tay này bị kiểu mọc và mụn nước rất là nhiều luôn. Hết chưa? Hết rồi, bây giờ hết rồi. Thế đúng không? À. Thế thì anh xuống trước nha. À, anh lấy cái đấy cho em, cái này cong quá vậy. Có cái sắc hơn là cái không sắc nhờ. Vâng ạ. Cái ruộng, thửa ruộng này là cũng của nhà Quân à? Vâng ạ. Cái bờ nó thì rất là cao quá, nhưng mà phía trong ruộng của nó thì chỉ có một tí thôi. Rất là hẹp luôn, cái này chỉ vừa một cái máy cày thôi. Có vẻ như ai đang điều khiển máy cày ở kia nhờ. Vâng ạ. Ra bên kia đi. Đây Quân. Cho hai thanh niên bé bé kia lạm mà sâu trước các bác khoảng tí thôi. Đây ở bên kia thì có vẻ như là các cô là bây giờ cũng là cuốc xong hết rồi đấy các bác. Vận động như này thì buổi tối đi về nhà ăn cơm rất là ngon. Có vẻ như là các cô là bây giờ cũng làm hết rồi. Bây giờ là chỉ cần gọi là chỉ ngồi nghỉ để đến giờ về thôi. Hê hê hê, nổ. Lóc xăng đi má. Ấy xuân áo mày nổ. Vào nổ mày nè. No. Nay mà không có các bác giúp là chắc là không hết đâu. Không được đâu. Buồn quá, này được các bác giúp gì à? Vâng. Đấy, bây giờ là chưa đến gì, giờ nghỉ máy là các bác là chuẩn bị là nhổ thêm đậu tương này. Tại nhà Quân là hôm nay là được coi như là được các bác giúp đỡ là làm xong rồi các bác ạ. Cuốc xong cái phần bừa ruộng rồi. Thì đến hôm nào mà ngô chín ấy thì là lại thu hoạch. Thu hoạch xong là được cày đấy Quân nhỉ? Vâng ạ. Ngô này thì độ tầm độ 2 tuần đã được thu hoạch chưa? À, cũng được rồi ạ. Được à? Vâng ạ. Thế cái này là mang về à? Vâng ạ. Còn những thửa ruộng thì cái bờ của nó rất là ngắn. Nếu như các bác ở dưới xuôi đấy thì là chỉ là ngắn như này thôi. Thậm chí là có những thửa ruộng thì nó còn là thấp hơn nữa. Nhưng mà những cái thửa ruộng ở trên vùng cao thì phải nói là nó rất là cao các bác ạ, cái phần bờ của nó ấy. Ủa cái máy này để đây luôn à? Không, bây giờ phát đây luôn. Phát ở đây á? Vâng. À. Đây có vẻ như là có cỏ rất là nhiều các bác ạ.
đây là để cho nó khô không là đốt đi à? Vâng ạ. Cái này không cầm theo đồ bảo hộ à? Không ạ. Đấy, bây giờ thì có những cái máy phát cỏ này vào nữa cô bác ạ. Thì để mà làm nương hay làm ruộng thì rất là nhanh. Cái cỏ này thì nó cũng rất là non đúng không các bác ạ? Thành ra là không cứng mấy. Một hai ba ném. Đấy, đi vào phát ra những cái thần nuôi ở ruộng các bác. Chỉ cần là những cái sợi dây như này phát thôi, mình không cần phải dùng đến dao. Vì nếu mà mình dùng dao thì khi nào mà cuốc phải đá, thì phát phải đá thì nó sẽ bị mẻ dao, có thậm chí là nó có thể bị gáy dao luôn. Còn là cái này thì không sao. Có một cái máy thôi, thành ra là cháu được không hộ được em Quân. Một tí nữa sẽ hai người thay nhau để làm thôi cô bác ạ. Quân làm một lúc rồi thì cháu được sẽ lại tiếp tục là làm thêm một lúc nữa. Bây giờ nếu mà dùng cái máy này để mà đi ai thuê phát những cái thửa ruộng, thửa nương này các bác này thì cũng có thể là Quân cũng có đi nhận được. Quân là cũng đã đi làm là vài lần rồi các bác và cũng nhận tiền được vài lần rồi. Thế nhưng mà gọi là có mùa thì người ta thuê thôi, còn có những mùa thì người ta sẽ không có thuê đâu các bác. Em mong sao là cuộc sống của các em khi mà được các bác hỗ trợ thì sẽ gọi là giúp các em để mà vượt qua được những cái lúc mà khó khăn nhất. Thì đấy là cái điều mà rất là mừng rồi. Các bác khi mà các bác giúp đỡ thì các bác cũng không có mong sao là sẽ nhận lại được, nhận lại của các em là nhận lại của các em những cái điều gì, những cái phần quà hay là thậm chí là cái đồ gì đấy, mà các bác cũng chỉ mong sao là giúp các em là thoát khỏi cái sự mà nghèo khổ này thôi. Tuổi các em thì vẫn còn là rất là nhỏ, nhưng mà các em đã phải là đi ra ngoài để kiếm sống, nuôi bản thân cũng như là nuôi gia đình rồi. Bài nào đó. Bài.
mệt không để anh giúp một tí nào. Làm luôn à? Không thì nếu mà mệt thì để anh giúp một tí cho. Đấy, phát rất là nhanh của bác này. Ngày mai thì có thể là gom để cho nó gom lại, xong rồi nó khô, xong rồi đốt đi thì là nó lại vừa để trong ruộng cũng được. Một thửa thôi thì em Quân là sẽ tự làm luôn các bác ạ. Thì Quân bảo là chưa có mệt máy đâu nên là em mới tự làm được. Quân thì là một cậu bé mà phải nói là rất là chịu khó các bác. Cũng là mong sao là em Quân sẽ được phần trợ duyên của các bác là dành tặng cho em Quân là một cái căn nhà, thì điều đấy Tuấn Lực cũng rất là mong muốn cái điều này. Thấy là ngôi nhà của Quân thì cũng đã hầu như là bị hỏng theo 5 tháng rồi. Nếu mà không có dùng máy phát cỏ này mà phát qua một lần thì phải nói là ở ruộng ấy thì mình cày nó sẽ rất là khó cày luôn cô bác. Xong rồi đấy nhở? Thế là bây giờ là đi về luôn chưa? Mới một tí nữa thì lại xuống nhà bác ăn cơm chứ. Rồi, anh cầm cái này đi cho. Cái này thì lại đem về à? Này hôm nọ mua bớt bao tiền? Ai mua ấy? Bà mua á? Bà mua về à? Đang tuổi các bạn năm nay các bạn là đang vào lớp 10 đấy các bác. Đấy nhưng mà em Quân thì ngược lại là không có thể mà đi học được nữa các bác ạ. Cũng có rất là nhiều cô bác không có nói rằng là giúp đỡ em Quân là đi học đấy các bác, nhưng mà em Quân là bỏ học từ rất là lâu rồi. Em mới bỏ học là từ năm lớp 5 rồi. Thì ra là cái việc đi học thì cũng rất là khó. Nhưng mà anh thấy là chỗ mà gieo mạ nhà Quân ấy có nhiều con ốc như này thì nó sẽ ăn hết cái kia à? Đây chắc không ăn được. Vừa rồi anh thấy có con nó ăn đấy này. Có những con là nó bóc vỏ nó ăn được, ăn được ấy. Có nhiều con ốc quá. Ốc này thì không phải là ốc ăn được đâu. Đây hàng trăm hàng nghìn con đây này. Kia là thửa ruộng nhà Quân đúng không? Dạ. Kia là nhà ruộng nhà Quân à? Vâng ạ. Có vẻ như là nhìn ruộng hàng xóm thì đã bông thì đã ngả rồi. Còn như ruộng nhà Quân như kia các bác ạ là bông nó còn chưa ngả đâu.
thẳng lưng lên. Hôm trước là ở bên này là tự là giống lúa khác thôi. Là một giống lúa lại khác à? Vâng ạ, hôm trước đang trồng thì thiếu thì em đi tìm về thì nó lâu hơn. Ừ. Ngô hình như là ở khu này là hầu như là ai cũng gặp cái tình trạng là bắp ngô rất là bé nhỉ? Vâng, hôm trước nắng quá, mấy tháng trước nắng quá. Nó hạn hán quá đúng không? Vâng ạ. Hôm nay được các bác giúp đỡ như này thì lại mất lại mấy ngày công mình không phải đi làm rồi nhỉ? Vâng ạ. Ồ, đây này có những có nhà người ta đã gieo được rồi. Vâng ạ. Có nhà người ta đã gieo lên mạ rồi, nhà của Quân thì mới gieo thôi. Vâng ạ. Họ còn làm bên kia còn cao rồi. Ừ. Gieo bên kia cũng cao rồi. À. Đây, hôm nay thì rất là cảm động với lại cái tình cảm của bác Quân là dành cho em Quân của bác. Đáng nhẽ là bác là làm hôm nay là làm hết là 12 giờ trưa rồi đấy, nhưng mà bác lúc đấy thì bác lại tiếp tục là nhờ hàng xóm ra để mà hộ Quân nữa. Đấy, bên này thì là loại giống khác nhỉ? Vâng ạ. Kia thì có vẻ như là nhìn là trong nó tốt hơn của bác. Còn là bên kia thì có vẻ như là nhìn nó lúa nó xấu hơn. Thửa bên này là có phải không nhỉ? Phải đúng không? Dạ. Thửa bên này, thửa đây này. Thửa đang đi nè. Đó. Không phải đó. Thế là chỉ có mỗi thửa bên trên rồi à? Vâng ạ. Hình như máy cày với lại máy cắt cỏ từ trước giờ thì nó có bị gặp cái vấn đề gì không? Không đâu ạ. Không à? Vâng ạ. Của sử là ông nọ là bị hỏng một lần đấy. Ông nọ là rõ là bị nước vào buji ấy. Dạ vâng ạ. Nước vào buji thì nó cháy rất là nhanh. Nó chỉ cháy nguyên buji thôi. Thay buji cái là lại được rồi. Vâng ạ. Hôm trước thì em đi lấy đi làm thuê về rửa cũng không bị sao đâu. À, không bị sao. Vâng. Máy cày thì người ta đã chế gọi là nó như kiểu là nó chống nước một chút rồi. Vâng. Đây còn là về cái buji thì như kiểu nó buji cái xe của mình thôi. Vâng. Nó ngập nước là nó bị cháy buji luôn. Chẳng may thôi, đấy là có lần thì nó bị cháy, còn có những lần thì nó không bị cháy đâu. Vâng. Gọi ra phía bên này thì có vẻ như là những cái thửa ruộng này thì sắp được thu hoạch rồi đấy. Nhà của Quân là năm nay được đầm độ tầm 5 bao không? Em cũng không biết. Bây giờ nó đang nuôi bông thì cũng chết rất là nhiều. Vụ đợt này thì có vẻ là thóc được ít hơn nhỉ? Vâng ạ. Vụ đợt này thì thưa cô bác ạ, là hôm trước Quân bò ấy đang đẻ đấy là không có đi làm, không có dùng bò để mà đi được, thành ra là mượn của nhà bác với là nhà chú thôi. Đến năm nay thì Quân là sẽ làm được nhiều hơn vì là nhà Quân thì cũng có mấy cày rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Chân rửa tay thôi. Ở cuối này thì có những con cua chạch rất là nhiều. Vâng ạ. Chỗ này thì buổi tối ra mới có nhiều. Chỗ này á? Vâng ạ. Chỗ này có bùn quá, rửa tay khó quá. Vâng. Chân khó quá, bùn á. Ui, chỗ này này, cẩn thận nhá, tay này. Chắc là ai vừa phun ra thuốc từ sau không á? Vâng. Hay là người ta để vào nước này ấy? Không đâu ạ. Họ lấy phun vào lúa sau. Sợ rằng là dê hông đậu của quân ấy. Hay là người ta phun thuốc trừ sâu vào thì dê nó ăn chúng ấy. Không, hôm trước em chỉ để dưới gần nhà thôi. Buộc gần nhà. Cháu Lực thì cũng được là nhất là hai chị Nguyệt Thúy này, và thứ hai thì bác Kim Hoàng, và thứ ba thì bác Thảo Đỗ gửi giày cho cháu Lực khá là nhiều đấy cô bác. Đấy, nhưng mà do là các bác nhìn thấy đấy, là khi mà cháu Lực đi vào ruộng vào nương này cô bác này, đi vào ruộng vào nương này mà đeo giày đi thì khi mà mình làm ấy thì nó rất là khó, nên là không có đi giày được. Quân đi trước đi. Ở đây có ống nhựa này. Vâng. Ra kéo đi đâu sao nhỉ? Kéo ra mấy nhà bên kia. Kéo vào ruộng à? Không, họ lấy đi uống. Đây là uống luôn à? Vâng. Ở đây thì có một thợ, bác còn đang cày bằng thủ công này cô bác. Thứ nào bác? Bác một thuê thì con ốc chưa? Thuê mấy cây hơi cái khải bên? Này thì nếu mà dùng máy cày làm thì đâu đó tầm độ 5 đến 10 phút là xong rồi. Thế nhưng mà dùng trâu thì có thể là nó phải đến cả tiếng đồng hồ mới xong một thửa đấy. Thầy Quân thì hôm nay là vui rồi nhỉ, được các bác giúp đỡ. Vâng ạ. Thầy Quân cầm cái này đi luôn này. Vâng. Bà thì chắc là giờ ông với bà thì chắc là cũng đi lấy củi với lại lấy rau lợi hết rồi cô bác. Quân thì bây giờ là đi về nhà tắm rửa, là cũng phải là đi xuống nhà chú để mà ăn nhà bác là để ăn cơm à. Vâng. Bây giờ tắm xong đi cùng bác làm cơm. Cùng nhà bác làm cơm à? Vâng. Đấy, bây giờ thì về nhà tắm đã. Vâng. Người vừa rồi phát cỏ là dính hết rồi. Vâng. Có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sau tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.